Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Ngày hôm nay ngày 30/31, Phạm Thức Audio tiếp tục giới thiệu đến anh em và quý vị các bạn là bên em vừa về chiếc lọc xì Sansui SE800. Đây là một trong số những chiếc lọc được thiết kế với khổ 43.5 đấy. Chiếc lọc này được thiết kế với mặt màu đen nhá. Nó giống với con SE8, nhưng con SE8 thì nó không có hai cái rắc này đằng trước. Đó. Và con này nó khác con SE8 ở một cái điểm nữa là như nào? Là con SE8 thì cái đèn đầu cần, cái cần gạt này nó có đèn, còn con SE800 nó không có đèn đầu cần. Nó được sản xuất vào năm 1984, có nghĩa là nó được sản xuất trước so với con SE8 một năm, 2 năm đấy. Và nó có 3 cổng tín hiệu vào 1, vào 2, vào 3 nhá. Đấy, 3 tín hiệu vào. Tín hiệu vào đằng trước này, tín hiệu vào đây và tín hiệu vào đây, tín hiệu ra đây và tín hiệu ra ở cái rác này nữa. Con máy này là nguyên bãi, em chưa lau chùi vệ sinh một chút nào cả, quay luôn cho anh em xem. Đấy, nên máy ở bên trong nó là còn nguyên bụi này, còn nguyên bụi luôn. Đấy, còn nguyên bụi, chưa lau chùi một chút gì nhá. Thế nên là trong cái mặt kính này nó cũng còn hơi lỗ chỗ một tí của cái theo thời gian nó bị đốm rôm rôm một chút, là cái này là bẩn nhá, lau đi là sạch anh em nhá, sạch cứng cong luôn. Đấy, quay luôn cho anh em xem rồi em sẽ lau chùi vệ sinh sau. Cái con SE800 này nó có một cái hay nữa là nó sử dụng điện 220 và 110V, có nghĩa nó khác so với con SE8, khác so với con SE8 nhá, 80 nhá. Con SE8 thì là chỉ điện 100V thôi, còn con này có thể rút cái cầu này ra và cắm. Thì nó sử dụng điện 220V đây, như hiện tại bây giờ em đang cắm điện 220V luôn. Nên nó tiện, có cái phần tiện ở cái điện, dòng điện vào. Đấy. Đèn này, tắt đèn đi là hai cái nút này, từ kênh 1 này. Đó, qua quai và không qua quai đây. Âm thanh của Sansui thì anh em đều biết rồi. Những cái dòng này thì cho chất âm ra rất tốt luôn, thuộc cái dạng khá, rất khá của dòng Sansui. Với thiết kế là 1, 2, 3, 4, 10 giải tần một vế nhá. Nên chất âm chỉnh rất ổn rồi. Giải tần sâu nhất của nó là 32Hz và giải tần lên cao nhất của nó là 16.000Hz. Mai nào chùi xong sẽ bóng lừ luôn. Đấy, bóng lừ và sạch sẽ, sạch hơn như này rất nhiều. Nhưng con này có một cái nhược điểm là cái phần đằng sau này, đế của nó này, nó hơi rôm một chút nha. Đấy, mã số series của con này là 4410. Đấy, made in Japan, chữ made in Japan này. Mai lau chùi xong thì cái này nó sẽ trắng hơn và sẽ sạch hơn như cái phần này rất nhiều. Nhưng mà cũng không thể tránh được một vài cái điểm rôm như này. Đấy, bởi vì đây là rôm, cái này nó bằng sắt mà. Cấm này nó bằng sắt nên hơi rôm một chút, nên em sẽ bán con này rẻ hơn cho anh em, giá so với giá bình thường con này là 4.8 triệu. Thì con này em sẽ báo luôn cho anh em giá là sau khi em vệ sinh sạch sẽ xong cho các bác thì giá nó sẽ chỉ có ở mức giá là 4,3 triệu thôi. Với cái mức tiền bỏ ra 4,3 triệu mà có một con quai với cái chiều cao này của máy này là 12 cm, rất ổn với cái chiều cao như này, thì không phải là đâu cũng có thể tìm được. Cái thứ hai nữa, đây là quay Nhật nên tiếng nó rất hay nhá. Cái tiếp theo nữa là nó lại có đèn ở giữa, cần gạt thì cần gạt cơ, nên là độ chỉnh sửa âm thanh với những bác mà ít hiểu biết về điện tử như con này này, và phím điện tử này, xong lại còn nhớ thì nó là cả một vấn đề. Nhưng mà với những người chơi thì không lo sợ mất nhớ thì chơi con này nó là sự đẳng cấp. Và tiếng rất hay luôn nhá. Quai này này, giá là 4.3 triệu. Bác nào nhanh tay thì liên hệ đến em theo địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Các bác cứ đặt cọc xong, em sẽ lau chùi vệ sinh sạch sẽ rồi sẽ test lại cho quý vị các bạn. Đây là em test để báo với đầu nhận trước đã. Rồi, thank you anh em đã xem ủng hộ kênh của bên em. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem ủng hộ kênh. Anh em nào muốn mua chiếc quai này thì chỉ việc đặt cọc cho bên em là 500k thôi. Em sẽ ship hàng và đóng hàng và test lại một lần nữa cho quý vị các bạn xem. Rồi, thank you quý vị các bạn và anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.